Bạn sẽ làm gì nếu người yêu hoặc vợ của mình đột ngột mất trí nhớ? Tận dụng cơ hội này để ly hôn, kiếm cho mình một em búp bê khác xinh hơn à? Nghe hay đấy, nhưng mà tôi không làm thế. Xin chào các bạn, tôi là Channing Tatum. Trong phim này tôi tên là Leo, aka người chồng bất lực, nhân vật chính của ngày hôm nay. Quên sự ngầu lòi mạnh mẽ của tôi trong 22 Jump Street đi. Vậy sẵn sàng cho một bộ dạng hoàn toàn mới của Channing Tatum trong The Vow, hay tên tiếng Việt dịch là Yêu Lại Từ Đầu. Vãi l*** 10.il. Anyway, đây là Christine, người vợ đáng thương của tôi. Nhưng hiện giờ cô ấy chẳng nhớ tôi là ai cả. Hay nói một cách dài dòng hơn là tất cả những gì từng xảy ra giữa hai đứa, kể cả bạn bè, công việc, hay thậm chí là những lần đụ nhau, tất cả đều tan biến như cái cách Milona trốn công an vậy. Ảo thật đấy. Cá nhân tôi thấy điều này rất kỳ lạ, vì con người thường có xu hướng quên đi những điều không quan trọng hoặc lâu rồi không động tới. Chứ của tôi thì ngày nào cô ấy chả động. Tình cảm thì cứ phải gọi là khăng khít như nhựa mít luôn. Không tin gì. Thế thì để tôi kể cho bạn nghe về cách mà chúng tôi đã vồ lấy nhau. Cách đây 4 năm, vào một ngày đẹp trời nọ, tôi và Christine đã vô tình va nhầm vào ánh mắt của nhau. Tôi cười với em cũng cười lại với tôi. Người bệnh hoạn vực lờ, nhưng than ôi, tôi lỡ say ánh mắt đó mất rồi. Mặc kệ liêm sỉ, tôi vội vã đuổi theo em tới bãi đỗ xe. Em gì ơi, em đánh rơi người yêu này. Ô cảm ơn anh, tôi chưa báo công an là may cho anh lắm rồi đấy. Đã có ai gọi em là bánh mì bơ chưa? Vì chồng em được phết. Câu thả thính bẩn tôi ăn cắp được trên mạng vô tình lại phát huy tác dụng. Em cười một cách ngại ngùng như cũng đầy duyên dáng, dẫn lối những bối rối rung động khẽ lên ngôi. Và thế là chúng tôi hẹn hò. Chỉ sau chưa đầy 15 phút làm quen và nói chuyện, buổi hẹn hò đầu tiên thành công hơn dự tính. Christine có vẻ khá là khoái tôi. Chớp thời cơ, tôi bắt đầu chuyển sang giai đoạn đánh nhanh thắng nhanh, liên tục tấn công em bằng những món quà xuất phát từ tình yêu và tấm lòng chân thành. Thậm chí tôi sẵn sàng tắm mưa để ngắm em. Bạn lại chửi tôi sim. Không, tôi thích dầm mưa, vì mưa dầm thấm lâu. Thấy chưa, đổ rồi này. Christine thích tôi lắm, nó hiện rõ lên mặt em luôn. Cũng chẳng trách em được, vì thực sự tôi đẹp trai quá mà. Sau vài tháng hẹn hò, cả hai quyết định dọn về ở chung với nhau. Nhưng mà trước đó chúng ta phải cưới cái đã. Với sự giúp đỡ của hội bạn thân, một đám cưới kinh phí thấp đã được tổ chức. Tuy không hào nhoáng xa hoa gì, nhưng cả tôi và Christine đều rất hạnh phúc, cùng nhau hẹn thề sẽ bên nhau mãi mãi. Còn mãi mãi là bao lâu thì Chúa mới biết được. Sở dĩ chúng tôi chỉ tổ chức đám cưới như này là vì cả hai đều nghèo vờ lờ. Bố mẹ tôi thì mất sớm, Christine thì cũng đã bỏ nhà ra đi để chạy theo đam mê nghệ thuật. Tất nhiên là cả chạy theo tôi nữa. Ngoài những người bạn thân ra, chúng tôi chẳng có gì khác cả. Nhưng không sao, chỉ cần cả hai cùng cố gắng thì kiểu gì cũng sớm giàu thôi. Làm việc chăm chỉ là được chứ gì. À thì giải lao tí. Anyway, sau khi về ở chung với nhau, Christine vẫn tiếp tục đam mê nghệ thuật, còn tôi thì hùn vốn cùng với She-Hulk để mở một phòng thu. Tuy không ăn nên làm ra nhưng được cái vắng khách. Công việc tuy chưa có nhiều khởi sắc nhưng chuyện tình của chúng tôi thì có. Tôi và em thậm chí còn cuốn nhau hơn cả hồi mới yêu. Ngày 7 đêm 3 vào ra không kể. Thế nhưng vào một ngày tuyết rơi lạnh lẽo, một thảm kịch đã bất ngờ xảy đến. Một chiếc xe tải mất kiểm soát đã tông thẳng vào đít xe, khiến cả tôi và Christine đều bị chấn thương nặng. Christine thì thậm chí còn bị văng ra khỏi xe. Có thể cú va chạm đó đã khiến cho não của vợ tôi bị tổn thương và quên hết toàn bộ những sự kiện có liên quan đến tôi. Nghe đần vãi lùng thề. Quên đéo không quên quên chồng ạ. Vãi lùng. Mẹ đúng đời. Đây là đâu? Anh là ai? Cho tôi gặp Stephen Strange được không? Thôi xong, mất trí nhớ thật luôn. Giờ phải làm sao? Hay lại tai nạn thêm phát nữa nhỉ? Biết đâu lại hồi phục trí nhớ rồi sao? Bây giờ phải làm thế nào để em tin tưởng mình như trước? Bơ trong cái đống suy nghĩ rối bời được một lúc thì em chủ động tới tiếp cận tôi để hỏi về cuộc đời mình đã đánh mất. Tôi như vớ được vàng, thao thao bất tuyệt cho nàng lắng nghe. Tôi kể cho em về việc em ngon như thế nào này, đảm đang ra sao này. Thế nhưng mà tất cả những gì tôi nhận lại chỉ là một ánh mắt vô hồn, kèm theo câu hỏi anh nói cái thồn gì lế. Sáng hôm sau, tôi đến viện thăm em như thường lệ thì hay tin em đã được thuyên chuyển sang phòng khác VIP hơn. Ơ cái tin sư bố thằng nào to gan thế nhỉ? À thì ra là bố mẹ của em. Chuyện gia đình Christine thì vô cùng phức tạp. Phức tạp đến nỗi em phải bỏ nhà ra đi thì các bạn hiểu rồi đấy. Lý do vì sao thì lát nữa đến cuối phim sẽ rõ. Anyway, bố mẹ Christine vui lắm. Việc em mất trí nhớ đồng nghĩa với việc chuyện năm xưa nghiễm nhiên được xí xóa. Và em lại một lần nữa trở thành đứa con bé bỏng của gia đình. Nhưng làm sao tôi có thể để em về nhà bố mẹ đẻ được? Christine cần phải ở bên cạnh tôi, ở trong căn nhà quen thuộc và làm những việc thường ngày vẫn làm. Có thế thì ký ức nó mới ùa về được. Tuy nhiên trở ngại lớn nhất bây giờ lại chính là Christine. Sự sợ hãi không cho phép em tin tưởng tôi, một thằng đàn ông xa lạ, không hề tồn tại trong ký ức. Nếu bắt em phải tin tôi thì cũng hơi quá đáng thật. Chính vì thế tôi đã về nhà, tìm đủ mọi bằng chứng để cho em thấy em từng yêu tôi như nào. Thật may là tôi vẫn còn giữ một bản ghi âm Dirty Talk mà chúng tôi hay gửi cho nhau. Hơi ngại tí nhưng mà thôi, miễn em chịu về với tôi là được. Thấy tôi chân thành quá, Christine cũng không nỡ từ chối, nên đã đồng ý về nhà. Bạn bè hai bên còn tổ chức một bữa tiệc nhỏ chào mừng em quay trở lại, nhưng mà có vẻ không thành công cho lắm. Thay vì vui mừng thì em sợ hãi ra mặt. Cái này thì tôi cũng thông cảm được.
em chắc chắn đang cực kỳ rối bời vì đột nhiên phải quay về một căn hộ xa lạ cùng với một người đàn ông xa lạ và gặp những người bạn cũng xa lạ không kém. Có lẽ do phải tiếp nhận quá nhiều thông tin một lúc nên Christine có vẻ cáu. Em mắng tôi rồi khóc trong bất lực. Tôi biết mình chẳng thể giúp được gì nên đành đi ngủ. Sáng hôm sau, Christine có vẻ như đã bình tĩnh hơn. Em bắt đầu cởi mở và cười nhiều hơn. Tôi thì vẫn có việc ở phòng thu nên thôi, để em tự mình khám phá mọi thứ một hôm vậy. Mong là không đi lạc. 1 hour later. Cái con bé lại đi đâu mất rồi? Biết ngay mà. Đầu óc đã như cứt rồi còn ra phố của mình. Cứ thế tôi chạy đi tìm em khắp nơi, vẫn chẳng thấy tăm hơi đâu. Mãi cho đến tối mới thấy đem cái dạ về. Thì ra là đi shopping với mẹ. Hết cả hồn. Anyway, tối hôm đó gia đình em có hẹn hai vợ chồng tới ăn tối. Một phần là để đoàn tụ, và quan trọng nhất là em gái của Christine là Gwen, em mới sắp cưới. Tôi cũng mừng cho em thôi. Nhưng có điều trong bữa tối, thái độ của bố mẹ Christine có vẻ không ưa một thằng mồ côi như tôi thì phải. Mồ côi thì sao? Chẳng phải Batman cũng thế à? Chẳng qua bố mẹ tôi không giàu thôi. Ăn uống xong xuôi, vợ chồng Gwen dẫn vợ chồng tôi đến một quán bar, nơi bạn bè của Christine đang chờ sẵn. Nói bạn bè sang mõm nơi chứ toàn lũ bạn cũ. Vì từ hồi yêu tôi, Christine chẳng còn ham hố với những chốn ổ nào nữa rồi. Trong lúc tôi đang đứng đần ra vì không biết làm gì thì đột nhiên một gương mặt điển trai xuất hiện. Vâng, tình cũ không rủ cũng tới. Đó chính là thằng danh con Jeremy, hôn phu cũ của Christine. Em có vẻ khá bất ngờ khi thấy hắn. Đôi mắt em long lanh như thể trái tim vừa lỡ một nhịp vậy. Tôi cay rãi, liền đi tới và đánh dấu chủ quyền. Jeremy thấy vậy cũng rời đi. Nhưng tôi đánh hơi được một cái mùi gì đó không thơm cho lắm. Và y như rằng cái mùi đấy xuất phát từ thằng mặt lìn Jeremy. Tôi không tận mắt chứng kiến nhưng sau này tôi mới biết. Sáng hôm sau đó em đã tới gặp thằng chó kia. Vì theo trí nhớ của em thì Jeremy vẫn là vị hôn phu duy nhất mà em yêu. Hai người hình như đã hôn nhau và sau đó tâm sự rất nhiều. Cứ như thế, tôi đã bị NTR trong chính cuộc hôn nhân của mình. Tối hôm ấy tôi vẫn về nhà như mọi khi, vẫn không hay biết gì, và vẫn giúp em khôi phục trí nhớ. Tuy nhiên em chẳng hề có chút gì lay chuyển, thậm chí còn phũ phàng với tôi hơn. Tự dặn lòng mình không thể đánh mất Christine. Sáng hôm sau tôi đẩy nhanh tiến độ, dẫn em về phòng điêu khắc, nơi em dành gần như toàn bộ thời gian có trong ngày để làm việc. Cứ tưởng không gian quen thuộc cùng những bản nhạc thân quen sẽ giúp em nhớ được gì đó, nhưng không, em thậm chí còn nổi nóng với tôi, khiến tôi cũng phát điên. Tôi là chồng em cơ mà, có phải đạt villa đâu mà em cứ chửi. Bực quá tôi ra ngoài hít thở không khí. Khi tôi trở về thì đã thấy em gói ghém đồ đạc để về nhà. Lý do là phải về để chuẩn bị cho đám cưới của Gwen. Mặc dù không muốn để em rời xa lắm, nhưng mà khoan, tôi chợt nảy ra một ý. Nghĩ là làm. Tôi lập tức khoác lên mình một bộ cánh bảnh bao, rồi lao thẳng tới đám hỏi của Gwen. Tôi quyết định rồi, nếu không thể làm em khôi phục trí nhớ thì tôi sẽ tán lại em. Em phải là của tôi. Thấy tôi chân thành quá nên Christine cũng không dám từ chối. Về chuyện hẹn hò ở đâu thì tôi cũng tính cả rồi. Cứ mấy cái địa điểm quen thuộc mà đi thôi. Ấy thế mà cũng hiệu quả phết. Cả buổi hôm ấy Christine cứ cười suốt thôi. Trông thấy em vui như vậy tôi cũng không ngại mà đẩy láo thử một phát. Địa điểm tiếp theo chính là hồ nước lạnh ở gần nhà, nơi chúng tôi thường hay tới lui mỗi khi muốn làm điều gì đó điên rồ. Em có biết tắm chung với nhau người ta gọi là gì không? Là gì? Chung thủy. Câu thả thính xuất sắc của tôi thuyết phục được em cởi bỏ quần áo và cùng tôi lao xuống hồ nước lạnh. Cứ tưởng nó lạnh vừa vừa rồi, ai ngờ lạnh buốt. Nên là thôi, tôi lại cõng em quay về xe để sưởi ấm. Em có thấy tay anh ấm không? Có ạ. Ấm thế thì có chén không? Christine nghe xong khoái. Kiểu này là thích tôi lắm rồi. Game là dễ. Ấm chén xong xuôi thì tôi đưa em về nhà. Tuy em nói chưa chắc chắn vào tình cảm của mình, nhưng với tôi thế là tiến triển lắm rồi. Rồi ngày cưới của Gwen cũng tới. Tất nhiên là tôi cũng được tham gia. Cô dâu chú rể quý tôi mà. Còn bố vợ tôi thì chẳng không vui lắm. Ông chủ động bắt chuyện rồi bắt tôi phải rời xa Christine. Đổi lại, tất cả những khó khăn về tài chính tôi đang gặp phải, ông ta sẽ lo liệu ổn thỏa và êm đẹp. Có thể ông không biết, nhưng họ của tôi là Shelby. Nói xong tôi liền bỏ đi một cách lạnh lùng, để lại Cam béo với một bộ mặt hoang mang tột độ. Chuyện chưa dừng lại ở đó, vào bên trong tôi còn bắt gặp cả thằng danh con Jeremy nữa. Nó kể tôi nghe chuyện Christine tìm tới nó, và cả hai đã có một buổi gặp gỡ lãng mạn thế nào. Đang sẵn cơn điên tiết, tôi lao tới đấm thẳng vào mồm thằng danh con. Christine thấy thế liền dỗi tôi. Tôi mới là người phải dỗi chứ, tôi bị NTR cơ mà. Đến nước này thì thôi, chắc tôi phải chấp nhận rằng em không thể nào lấy lại được trí nhớ nữa. Và thế là tôi bất lực bỏ về. Sự áy náy lộ rõ trên khuôn mặt em. Trở về nhà, tôi thu dọn đồ đạc để chuyển đi. Bên cạnh đó cũng nhanh chóng soạn giấy tờ ly hôn để trả lại tự do cho em. Mọi chuyện tưởng chừng như đã chấm dứt, nhưng không, số mệnh đã không cho phép bọn tôi kết thúc dễ dàng như vậy. Trong một lần nọ đang đi siêu thị, Christine bất ngờ gặp lại người bạn thân cũ tên là Diana. Vừa gặp, Diana đã vội xin lỗi rối rít vì năm xưa đã làm tiểu tam phá nát gia đình của Christine. Hóa ra đây chính là lý do mà em bỏ nhà đi chứ đâu. Ngay sau khi hay tin, em liền chạy vội về nhà, trách mẹ tại sao không nói cho mình biết. Nhưng mẹ vợ tôi cũng khổ tâm lắm các bạn ạ. Dù biết chồng mình ngoại tình nhưng bà vẫn chấp nhận bỏ qua và tiếp tục chung sống.
Âu cũng chỉ vì muốn gia đình được yên ấm mà thôi. Sau khi biết chuyện, em liền tức tốc chạy đến chỗ tôi và hỏi: liệu tôi có biết chuyện này không? Biết chứ. Cái gì về em mà tôi chả biết? Nhưng tôi chưa nói cho em vì không muốn em phải xa gia đình thêm một lần nào nữa. Với cả, tôi cũng muốn tán đổ em theo một cách tự nhiên, thay vì dùng mưu hèn kế bẩn để nói xấu bố vợ và kéo em về bên mình. Điều em cần làm nhất bây giờ chính là làm hòa với bố mẹ và bắt đầu một cuộc sống mới. Biết đâu cuộc sống mới ấy sẽ tốt hơn khi không có tôi thì sao? Christine nghe vậy thì cũng nghe lời tôi. Em bắt đầu làm lành với bố, chấp nhận đi học luật như mong muốn của ông, hẹn hò thử với Jeremy như những ngày xưa cũ. Cơ mà nói thật nhá, Jeremy tuổi gì yêu em hơn tôi luôn. Thời gian cứ thế trôi qua, và đúng như sắp đặt của số phận, em trở lại với thứ đam mê thuần túy của mình, đó là vẽ vời và điêu khắc. Tôi không biết những việc đó ảnh hưởng tới cảm xúc của em như nào, chỉ biết rằng nhiều tháng sau đó, vào một đêm tuyết rơi đầy trời, em đã tới tìm tôi với một đôi mắt ngấn lệ. Em nói em vẫn chẳng nhớ gì cả, ngoại trừ một cảm giác rất quen thuộc mỗi khi ở gần tôi. Nói thật, tôi chẳng còn tha thiết đống ký ức đấy nữa, vì kể từ bây giờ tôi sẽ cùng em tạo nên những ký ức mới, và mọi chuyện sẽ lại một lần nữa bắt đầu. Hết phim. Cảm ơn các bạn đã bỏ thời gian ra để xem hết clip này. Hy vọng rằng câu chuyện của tôi đã giúp bạn có một bữa ăn ngon miệng. Nếu thấy hay thì đừng quên ủng hộ các kênh The Reviewer, Vui Vẻ, Người Chơi Điện Tử, Người Chơi Đồ, Nhi Đồng Thối Tài và Nhi Đồng Mất Não. Một lần nữa tôi quản quại. Xin chào và hẹn gặp lại.